Rồi. Ok, hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế. Hôm nay mình sẽ unbox một cái integrated amplifier, có nghĩa là âm ly tích hợp đầu bảng của cái hãng Rode đến từ Anh Quốc và tên của nó là BGX5. Ok, chúng mình sẽ cùng nhau unbox cái này. Thì trước hết đó, thì cái con này nó là một cái con âm ly tích hợp đầu bảng và nó có cái công suất rất là lớn, có nghĩa là 350 ohm tại 350W tại 8 ohm và 600W tại 4 ohm. Thế nên là nếu như mà anh em đang xài những cái loa mà khó đánh dạng như là Magico hoặc là mặt tem thì anh em cứ thoải mái mà chơi cái nó. Hello mọi người, mình là Audio Cycle đến từ Audio Tinh Tế và trước mắt các bạn đây là một chiếc amplifier tích hợp đồ sộ của Rode, tên của nó là BGX5 hay còn gọi theo tiếng Việt Nam đó là X5 đi ha, cho dễ nhớ. Thì đây là một cái ampli tích hợp đầu bảng của Rode, cái công suất của nó rất là khủng, 350W tại 8 ohm và 600W tại 4 ohm. Cái công suất này nó chính là công suất continuous power, có nghĩa là công suất ổn định của nó nếu như mà anh em đánh chơi một cặp loa 8 ohm hoặc là 4 ohm ở mức level cao thì anh em sẽ phải cần tới cái công suất này. Những cái cặp loa để mà có thể đánh được với lại cái amplifier này là những cặp loa rất là khó tính, ví dụ giống như là loa của Martin là Duke 2 nè, còn không thôi là Magico và thậm chí là Dye Audio, ví dụ giống như là Dye Audio Special 40 mà mình đang dùng để mình test thử với lại con X5 ở đây, và mình rất là bất ngờ vì cái hiệu năng của nó. Lát nữa mình sẽ nói sâu và sâu hơn về phần âm thanh của cái con Rode này. Đầu tiên thì anh em có thể thấy là khi mà mình mới vừa mở cái hộp và mình tháo cái miếng nhung để nó che và nó chống trầy do Rode BGX5 thì mình bị bất ngờ và mình rất là thích vì cái tông màu của nó. Lúc mà mình nhìn nó ở trên mạng, mình xem nó ở trên internet cũng đã rất là nhiều lần thì mình cảm thấy là con này có thiết kế đơn giản, đó là điều mà mình nghĩ. Nhưng mà khi mà mình vừa mở hộp nó ra và mình rờ tay vào nó, mình chạm vào nó giống như là mình chạm vào một cái kiệt tác ở trong giới amplifier vậy. Vì tất cả các đường nét của nó làm rất là tỉ mỉ, không một tí ba vi nào, cũng giống như là chuyện tất cả những cái mối nối, những cái mối ghép ở trên amplifier này nó gần như là khích hoàn toàn với nhau và chúng ta cảm thấy nó rất là chắc chắn, rất là robust. Toàn bộ cái lớp vỏ nhôm của BGX5 được anode một cái màu, không phải là màu đen mà nó là màu xám. Màu xám nó cũng không phải là xám nhạt màu giống như lông chuột nữa. Bản thân mình khi mà mình nhìn cái màu xám này mình cảm thấy nó rất là timeless, nó không có cái kiểu như nó sẽ rất là bền màu đối với thời gian và nó sẽ không bao giờ bị lỗi mốt. Ở hai bên thành của amplifier chúng ta sẽ thấy hai cái khối tản nhiệt rất là to. Hai cái khối tản nhiệt này nó sẽ chịu cái trách nhiệm là nó sẽ tản nhiệt cho 32 sọ công suất được tích hợp ở bên trong Rode BGX5 này. 32 sọ công suất này nó sẽ chạy class AB và do là nó sẽ chạy ở bias rất là cao để nó có được cái công suất cao, vì vậy nó phải cần có một cái khối tản nhiệt rất là lớn. Đây, cái khối tản nhiệt nó bự cỡ này đây nè. Những cái lá tản nhiệt này che giấu và giấu rất là kín để thứ nhất là chống bụi, cái thứ hai là chống những cái cảnh sắc của nó, giống như nhà mình mà có con nhỏ hoặc là nhà mình mà có những người mà không rành về những cái thiết bị bệnh này lắm thì khi mà mình sử dụng nó cũng sẽ yên tâm hơn. Cái điều kế tiếp nữa đó là cái âm ly này nó rất là nặng, nặng dã man luôn á. Như anh em cũng có thể coi cái video clip lúc mà mình unbox nó, mình với lại một bạn phụ của mình đã rất là cực khổ như thế nào, rất là cồng kềnh như thế nào để đem nó ra ngoài. Nhưng mà rõ ràng khi mà đem nó ra ngoài, nhìn thấy nó, chạm vào nó và sử dụng nó, tuyệt vời, không có gì để mà không, gần như là không thể chê trách được gì ở cái team thiết kế cũng giống như là cái người mà thiết kế lên cái mặt amplifier này cả. Ở phía trước của Rode BGX5 anh em sẽ thấy nó có hai cái núm, bên này là núm để chỉnh input ha, và bên này là núm để mà chúng ta có thể
volume control nó. Thì đối với mình á, một cái thiết bị mà nó có ít nút chừng nào thì mình càng thích chừng đó. Tại vì cái việc mà đưa quá nhiều nút ra trước bề mặt của thiết bị thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy là mình dễ bị sao nhãng khi mà mình nghe nhạc. Và khi mà đối với những người mà không quá rành về thiết bị AVCK kiểu thì khi họ nhìn thấy quá nhiều nút họ rất là dễ bị rối. Và cái điều mà Rotel họ tích hợp tất cả các chức năng của nó vào trong hai cái nút volume control như thế này là một cái điều mình thấy là rất là đáng khen. Cái nút volume control khi mà vặn á, nó cho mình một cái tactical feeling rất là tốt, có nghĩa là khi mà vặn thì nó có khớp, mà cái khớp của nó không phải là cái kiểu mà vặn là nó trơn tuột ra hoặc là nó quá trơn đâu, nó có một cái đà để nó giữ lại những cái khớp đó và nó cho mình cái cảm giác khi mà người ta hay gọi là cảm giác analog feel, vặn tới đâu mình sẽ cảm thấy là tay mình nó sướng tới đó. Mình không biết các bạn có cái cảm giác đó không, nhưng mà anyway, chơi đồ hay hoặc là chơi đồ lớn rồi thì có nhiều chuyện để nói lắm và có nhiều cái để mà để ý lắm. Nội cái chuyện mà volume đó, chúng ta vặn nó có đã hay không, nó cũng là một trong những cái nghệ thuật khi mà thiết kế âm ly, hoặc là khi mà họ lựa chọn linh kiện để họ đưa vào trong một cái âm ly đó. Về cái giao diện sử dụng của Rotel VGX5 thì anh em cũng đã thấy là nó rất là đơn giản. Anh em có thể chọn input trước. Ở đây là nó có phono, optical, ABC cái kiểu. Anh em chọn, anh em vặn nó tới đâu, anh em buông tay ra, tự động cái amplifier nó sẽ kêu cạch cạch nhỏ thôi một tiếng để mà nó chuyển cái input qua bên đó. Và sau đó là anh em chỉ cần vặn volume. Nếu như anh em quá lười những cái chuyện vặn qua vặn lại thì đừng lo, tại vì Rotel họ sẽ cung cấp cho anh em một cái remote rất là tốt như thế này. Mình nói tốt có nghĩa là tại sao? Tại vì cái remote này là unibody, có nghĩa là làm bằng nhôm nguyên một khối luôn. Nó rất là cứng cáp, nó rất là chắc chắn, cầm nó rất là đã tay. Và cái thiết kế nút bấm của nó cực kỳ khoa học. Anh em có thể thấy là nút volume control chính là hai cái nút mà anh em sẽ sử dụng nhiều nhất, thì họ lại để ở dưới này. Và nó tránh cho anh em là khi mà cái quá trình sử dụng anh em không thể nào bấm nhầm được cả. Nút mute này là để ngắt nhạc khẩn cấp, có nghĩa là nếu như mà anh em đang nghe cái gì đó mà có người kêu anh em hoặc là có điện thoại thì anh em nhấn một nút thôi là nó sẽ ngưng nhạc ngay lập tức. Còn những cái nút ở trên này là để cho anh em điều khiển những cái giống như là điều khiển source nè, rồi chỉnh cái độ sáng của màn hình, chỉnh cái khả năng display nè, rồi setup và sau đó là on off và cái menu. Ok, đây là một trong những cái remote mà mình rất là thích vì cầm nó rất là nặng, vừa tay và nó rất là lifestyle, thì nó kiểu slick, mình cũng không biết chữ slick gọi trong tiếng Việt nó sẽ là gì để mà cho nó đúng nữa, nhưng mà khi mà cầm nó trên tay như thế này mình thấy nó rất là lịch sự và tinh tế. Một cái núm bên này là dùng để anh em có thể chọn input, thì anh em nó có thể chọn là rất, nó có rất là nhiều input, nó có optical, nó có tới 3 ngõ optical input, nó có tới 3 ngõ coaxial input, 1 ngõ USB input hỗ trợ đầy đủ MQA, 1 ngõ LAN Internet input là cái jack RJ45 á. Thì nó ngoài ra nó còn có hỗ trợ USB input nữa để mà anh em có thể cắm vào và anh em chơi luôn. Thì mình cảm thấy là nó rất là thoải mái để mà anh em có thể sử dụng trong bất kỳ những cái điều kiện nào ở trong nhà của anh em. Anh em có thể dùng nó để chơi với TV cũng được, anh em có thể dùng nó để chơi với đầu CD cũng được, dùng nó để chơi với streamer, hoặc là nối thẳng cái dây LAN vào trong nó và mình có thể sử dụng giống như là một cái music streamer ở trong này luôn. Thì mình thấy cái điều đó nó rất là ok đối với một con amplifier tích hợp. Cái mặt USB input của Rotel VGX5 nó giải mã được 32 bit và 768 kHz, tương thích hoàn toàn với lại MQA của Meridian. Do đó nên là anh em có thể dùng tự tin dùng cái sản phẩm này để mà anh em chơi nhạc có cái chất lượng MQA từ trên title hoặc là từ trên covers. Nãy giờ thì mình đã điểm sơ qua về digital input rồi ha. Vậy còn analog input thì VGX5 nó sẽ có những cái gì? Thì đầu tiên, một trong những cái điều mà mình thấy đó là đây là một cái amplifier được chế tác ra rất là hợp thời đại, và cái mindset của cái người làm của nó, họ cũng rất là chú tâm và họ rất là quan tâm tới thị trường audio cũng như là xu hướng của audio trên thế giới hiện giờ.
Đầu tiên đó là nó sẽ có một cái phono input. Cái phono input này nó hỗ trợ hai loại kim, thứ nhất là kim mm và thứ hai là kim mc. Thì kim mm mình không cần phải nói nữa tại vì nó là 47 kiloohm input rồi. Còn kim mc của Rode MTGX5 nó hỗ trợ 100 ohm, có nghĩa là trở kháng thải của nó là 100 ohm. Và khi mà 100 ohm như vậy thì anh em có thể cắm với lại những cái kim mc của Autophone mà có cái trở kháng từ 6 ohm cho tới khoảng 15 ohm, anh em cứ thoải mái mà em đánh với nó không có vấn đề gì luôn, và mình nghĩ là tiếng của nó sẽ rất là tốt. Cái thứ hai đó là ngoài phono input ra thì còn một cái cặp jack rất là quan trọng đối với mình, tại vì mình là người xài balance input rất là nhiều. Thì ở đây là chúng ta sẽ có một ngõ balance input. Ngõ balance input này nó chính là ngõ hai cái đầu XLR, cái đầu Canon 300 á. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ngõ vào cho CD, tuner, hai ngõ auxiliary input này đều là RCA cả. Output của nó, ngoài output ra loa thì nó sẽ còn có mono subwoofer output để anh em có thể nối một lúc với hai cái subwoofer để nghe tiếng bass cho nó mạnh. Nếu như mà anh em nào mà muốn coi phim ABC các kiểu thì nên sử dụng thêm subwoofer. Và cái thứ hai nữa đó là pre-amplifier output. Cái pre-amplifier output ở trên VGX5 nó sẽ xuất ra cái tín hiệu low level ở các hiệu điện thế là 1V. Thì 1V đó nó sẽ tương đương với lại CD, với lại streamer vân vân các kiểu. Thì anh em có thể dùng cái ngõ pre-amp này xuất qua một cái hệ thống khác để mà anh em có thể nghe hai dàn cùng một lúc, hoặc là nếu như mà anh em muốn chơi VAM, anh em sẽ cái kiểu thì anh em có thể chơi được. Ngoài những cái cổng digital input nãy giờ thì có một cái chức năng nữa đó là cái Rode MTGX5 này nó còn có Bluetooth HPTX input để mà anh em có thể streaming trực tiếp từ điện thoại của anh em mắng Bluetooth vào trong này để mà anh em nghe nhạc từ trên những cái dịch vụ stream nhạc giống như là Spotify hoặc là Tidal hoặc là Apple Music. Rode MTGX5 nó sẽ có cái cọc cắm loa rất là to. Ở đây anh em có thể thấy nó có tới 8 cái cọc cắm loa lận. Chi tiết thì mình sẽ nói ở trong bài sau. Thì 8 cái cọc cắm loa này nó cho anh em là vừa sử dụng jack banana cũng được, vừa sử dụng jack càng cua cũng được, vừa sử dụng jack đuôi chuột cũng được. Và nếu như mà anh em nào thích xài dây trần thì anh em có thể sử dụng dây trần với nó luôn. Nhưng mà đối với mình thì lúc nào mình cũng sẽ recommend là anh em nên có một cái jack banana hoặc là càng cua để mà anh em kết nối vào. Vì thứ nhất là ở cái level và ở cái công suất của cái Rode MTGX5 này, cái điện ngõ ra của nó sẽ rất là lớn, và do đó nên là anh em phải cẩn thận. Anh em nên có một cái connection thật là chắc chắn. Đó cũng chính là lý do vì sao tất cả những cái cọc loa được sử dụng trên Rode MTGX5 nó có cái kích thước rất là lớn, và nó đảm bảo cái chuyện là cái jack của anh em khi anh em cắm vào nó sẽ có được một cái tiếp điểm rất là chắc chắn, nó sẽ tránh được những cái hiện tượng giống như là hồ quang điện hoặc là tự kích xảy ra. Về âm thanh, cái này mới là cái quan trọng. Có nghĩa là tại sao một con integrated amplifier, một con âm đi tích hợp mà nó lại phải bự như thế này, nó lại phải to như thế này, và nó có cái, nó sử dụng cái topology nào trong cái mặt quét đại của nó để mà nó phải có cái hình dạng to như thế này. Đầu tiên thì là Rode MTGX5 nó sẽ có hai cái biến nguồn xuyên rất là lớn. Thật ra là mình nhìn ở trên hình thôi, chứ mình muốn mở cái nắp ở trên này ra để cho quay vào, để cho anh em thấy được và chụp hình cho anh em thấy được cái chất lượng ở trong. Nhưng mà khổ một cái là từ qua tới giờ mình vẫn chưa có tìm được cái chỗ nào để mình mở được cái nắp lưng nào cả. Tại vì trên nắp của nó anh em thấy là không hề có một con ốc nào cả, nên là mình cũng chưa biết cách nào để mình mở cái nắp ở phía trên này ra để show cho anh em coi. Nhưng mà bên trong này, ở ngay dưới hai cái tay mình đây, nó sẽ là hai cái bộ nguồn xuyến rất là to, rất là bự, có cái độ chịu rất là thấp, và nó được đổ keo epoxy và đựng ở trong một cái hộp rất là lớn để cho nó không có gây nhiễu từ ra những cái thành phần linh kiện ở bên ngoài. Người ta đổ keo epoxy để làm cho biến thế nó không bị rung, và nó sẽ giúp cho toàn bộ cái chất xích này nó cách ly rung động đối với cái biến thế đó luôn. Thì mình nghĩ cái điều đó là một cái điều rất là tốt. Thường là những hãng hàng thì họ sẽ làm như vậy, và những hãng làm âm ly đèn lớn giống như là Airtight thì họ cũng
chọn cái giải pháp đó là họ sẽ đổ kẹp chính cái biến thể đó để mà giúp cho cái biến thể nó hoạt động được hoàn hảo và nó không bị rung. Ở bên trong DGX5 thì họ sẽ sử dụng cái mặt preamplifier. Mặt preamplifier có nghĩa là mặt nhận cái tín hiệu và tiền khuếch đại á, có nghĩa là tín hiệu của mình từ ngõ CD, từ ngõ tuner, rồi sau khi giải mã từ ngõ USB input đó, thì nó sẽ chạy qua một mặt preamplifier gọi là mặt tiền khuếch đại. Mặt tiền khuếch đại này ở trên VGX5 nó sẽ sử dụng cái topology là full class A, có nghĩa là cái tiếng của nó nồng nàn, mạnh mẽ, khỏe khoắn và rất là thanh khiết. Còn trong khi đó thì hai khối khuếch đại ở hai bên là hai khối power amplifier stage thì mỗi bên sử dụng tới 16 xò công suất để đánh vào một bên loa. Như vậy thì Rotel VGX5 nó vừa là một cái amplifier tích hợp. Tuy nhiên cái thiết kế ở trong mặt của nó gần như là một cái thiết kế dual mono, giống như là monoblock vậy. Nó chỉ sử dụng chung một mặt preamplifier mà thôi. Còn ngoài ra mặt power amplifier, mặt nguồn và mặt lọc của nó đều là sử dụng một cách riêng rẽ hết. Đây là một cái điểm rất là quan trọng, nhất là khi mà em chơi những cái loa mà cần công suất lớn. Về phần âm thanh của Rotel MGX5 thì mình thấy là tiếng của cái amplifier này khi phối với một cái cặp loa khó đánh, một cái cặp loa Buxell khó đánh giống như là Giant Audio Special 40, nó thể hiện nó là một cái amplifier có cái chất tiếng rất là neutral. Nó không quá ngọt, nó cũng không quá khô, nó không làm cho tiếng bass bị dư thừa mà nó kiểm soát tiếng bass rất là mạnh mẽ, mạnh, sâu, chắc, tròn và nó có một cái khoảng lặng ở giữa những cái tiếng bass. Mình không biết phải giải thích với anh em như thế nào nhưng mà nó đại diện cho cái input response của một cái amplifier, có nghĩa là khi một cái tín hiệu rất lớn nó đẩy vào trong ampli, ví dụ như là tín hiệu của giải bass thì cái amplifier phải đủ nguồn để mà tống cái đủ nguồn vào, như là đủ về phần power lẫn cái phần công suất để mà nó đánh được cái củ bass của cái ampli của cái loa uốn thật nhanh và sau đó nó rút về thật là nhanh ở vị trí cân bằng để nó chờ cái lượng đọc tín hiệu khác. Thì thường là tất cả những cái amplifier mà trên 300W hoặc là những cái amplifier thuộc dạng high end mà lớn tiền, nó sẽ đều có cái kiểu tiếng bass đó, nó kiểm soát rất là tốt, nó không làm cho dư thừa và nó không làm cho bị ù, bị mềm tiếng, nó rất là vững và chắc tiếng, để cho anh em biết rõ là trong cái bản nhạc đó người nghệ sĩ muốn gửi gắm cái idea của họ, gửi gắm những cái ý tưởng ở trong từng cái nốt nhạc đó nó như thế nào. Thì Rotel VGX5 là một cái amplifier làm rất là tốt cái chuyện đó ở một cái tầm giá là 171 triệu. Mình nghe thì mình nghe khá là nhiều nhạc với nó, nhưng mà hôm qua tới giờ thì mình nghe khoảng cỡ 3 album, thì trong đó là sẽ có một số cái bài nhạc mà tiêu biểu mà mình rất là thích và mình nghĩ là anh em cũng quen thuộc, vì nó mình hay giới thiệu với anh em ở trong những cái bài review về tai nghe hoặc là amplifier hoặc là về loa trước đây. Đầu tiên là mình sẽ test nó với lại Daft Punk, giống như là bài Fragments of Time của Daft Punk, một bài mà mình để test tốc độ cũng như là cái tiếng chi tiết của cái tiếng cymbal còn giống như là không gian luôn. Bài thứ hai là cái album Officeum của Jan Gavarek á. Cái thứ ba là My Song của Jan Gavarek chơi chung với Keith Jarrett. Và cái thứ tư đó là cái album Tiger Lily của Natalie Merchant, chính xác là bài Silent Response ở trong cái Tiger Lily đó. Thì wow, mình có một cái trải nghiệm rất là tốt, vì bản thân mình chưa bao giờ mình nghe Dye Audio Special 40 đánh với lại một cái amply tích hợp nào mà nghe tiếng của nó lại ngập ngụa giống như là một cái bộ loa lớn, giống như là một cái bộ loa cột luôn. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về Rotel VGX5. Thì mình nhận định là đây là một cái amplifier tích hợp có cái chất lượng build xuất sắc và